Kính thưa quý vị, những năm gần đây, trong khi kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ngành sữa vẫn đang đi ngang trên biểu đồ tăng trưởng, thì có một dòng sản phẩm sữa non nội địa Úc đã âm thầm xâm nhập và tạo chỗ đứng trên thị trường. Sau 3 năm tiếp bước một hành trình với sứ mệnh đem đến sức khỏe cho người Việt, sữa non Natural Life đã khẳng định được vị thế trong bối cảnh thị trường sữa ngoại nhập tại Việt Nam hiện nay. Sữa non Natural Life được sản xuất và đóng gói tại công ty Lifetime, đơn vị với gần 30 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sữa non tại Úc. Bằng sự quản lý nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, sữa non Natural Life được bảo đảm về chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu của Bộ Y tế Úc với quy trình sản xuất công nghệ cao đạt chuẩn GMP. Sản phẩm hiện được công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và du lịch Gia Phát Hưng nhập khẩu và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam từ năm 2019. Dù là tân binh trên thị trường sữa Việt, khi chỉ mới có mặt ở thị trường Việt Nam trong vài năm gần đây, nhưng sữa non Natural Life đã được nhiều người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn và tin dùng, từ đó chiếm lĩnh phân khúc sữa non tăng cường miễn dịch. Được biết đến như một đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền sữa non Natural Life tại thị trường Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và du lịch Gia Phát Hưng không chỉ nỗ lực mang lại sự hài lòng cho khách hàng mà còn mạnh dạn củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào sản phẩm bằng bước đi khác biệt. Đó chính là chỉ cho lên kệ các mặt hàng sữa non Natural Life tại các kênh phân phối ETC, OTC như hệ thống bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc và đại lý chuyên dụng. Sẵn sàng bỏ qua doanh thu và lợi nhuận từ các nền tảng thương mại điện tử nhằm bảo chứng cho hướng đi vững chắc, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu sữa non Natural Life ngày càng bền vững. Sau hơn 3 năm tạo dựng thương hiệu nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, sản phẩm sữa non Natural Life giờ đây đã trở nên thân thuộc và tạo được vị thế riêng trên thị trường ngành sữa. Điều này chính là động lực to lớn góp phần củng cố thêm niềm tin của Gia Phát Hưng trên hành trình đem đến sức khỏe cho người Việt trong tương lai.